cái chị cũng ở trong người quê cùng quê với mình á, nhưng mà chị vào bên này để mà vào Sài Gòn á, là chị đang bị cái vấn đề là u ác, chị gặp cái Abedan đó, nhưng mà u ác. Thế sau khi mà chị vào đây thì mình mới xuống nhà chị thăm, thế là xuống nhà chị thăm thì mình mới biết được lúc đó là chị hóa trị rồi cả nhà, hóa trị lần 2 đấy. Sau khi mà hóa trị lần 2 thì mình mới biết, mình xuống thăm chị trong cùng xóm. Chị vô đây nhưng mà chị tới nhà của em á, để mà ở, để mà đi lên bệnh viện hóa trị đấy. Thế là sau khi mình xuống mình thăm thì mình mới thấy chị như vậy. Thế là mình mới xin lịch chị Trang á, việc khi Trang để mình nhờ chị Trang tư vấn về cái vi ly đấy. Sau khi mà mình xin lịch chị Trang thì nhờ chị Trang vô vào Zoom. Sau khi mà mình nghe chị Trang chia sẻ xong, thế là chị Trang nói thì ơi em liên hệ với anh Vinh đó đã, để mà được anh Vinh nói rõ về cái vấn đề mà chị Xuân này hiện tại là có vấn đề về đường ruột. Có nghĩa là chị ăn vào nhưng mà nó không hấp thụ được cả nhà, ăn vào nhưng mà nó cứ là, tại vì là cái hóa trị á, là vào trong cơ thể mình nó rất là nóng, làm cho chị là không ăn uống gì được hết trơn á. Nói thế là mình mới, lúc đó mình mới gọi điện cho anh Vinh, mình nhắn tin, thế là gọi điện cho anh Vinh. Sau khi mà gọi cho anh Vinh xong thì là nhờ anh Vinh tư vấn dùm cho cái trường hợp của chị Xuân. Đó là chị Xuân mới chia sẻ về cái trường hợp của chị là chị bị hóa trị như vậy đó, nóng trong cơ thể người rồi mình ăn vô nó không có, nó nạp được đấy. Nghĩa là sau khi mà được anh Vinh chia sẻ và anh Vinh đã gửi cái sản phẩm về cho Thùy, thì Thùy mới đem xuống cho chị Xuân trải nghiệm. Sau khi mà chị Xuân trải nghiệm hết một hộp cả nhà đấy, thì hiện tại là một hộp mà BIOPROLAC, và thì đặt hộp thứ 2 rồi, hộp thứ 2 và kết hợp với lại là LACCLEAAN GOLD nữa, là hiện tại là hết mọi thứ một hộp. Và cái hộp mà LACCLEAAN GOLD này là đến hộp thứ 2 rồi đó. Thì chị nói là chị uống cái này chị thấy đó ok đó em, thấy cái chị đi cũng dễ nè đó, rồi cơ thể của chị là nó đỡ hơn. Nghĩa là mình ăn vào nó nạp vậy, chứ còn lúc trước là ăn vô là coi như là nó cứ không có nạp được. Đó, cho nên là hiện tại là cải thiện về vấn đề đường ruột của chị và giúp chị ấy ăn hấp thụ được ok hơn. Đấy, cho nên là Thùy cũng có dùng cả nhà, nhưng mà Thùy dùng là nhớ thì dùng thôi à, chứ thì không có dùng đều đấy. Nhưng mà chị đã dùng là chị hiện tại là cải thiện rất là nhiều rồi, nên là các anh chị em mình nên trải nghiệm nhé. Sản phẩm này thì thấy là rất là ok.